Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân cả nước. Chia sẻ cảm xúc trong ngày diễn ra lễ viếng Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nhiều tầng lớp nhân dân bày tỏ sự kính trọng, biết ơn vị lãnh đạo tâm huyết đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tôi rất là quý mến và khâm phục ông ấy, sống độ lượng, tình cảm với chiến sĩ. Chúng tôi được ngày hôm nay là có được ngày hôm nay là trên cơ sở cái sự cống hiến hy sinh của các thế hệ trước, trong đó có đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Bản thân tôi cũng hết sức khâm phục những công lao và những cái quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyên Tổng Bí thư. Hạt cái điểm là cái tác phong công tác, rồi cái sâu sắc, cái quan tâm đến là nhân dân, các đồng chí xuyên suốt cả cuộc đời phấn đấu đấu tranh của đồng chí, thì chúng tôi soi lại mình thì đáng học đồng chí, và mình cũng phải cần soi sát mình cái chỗ nào mà làm chưa được thì phải tiếp tục rèn luyện dù còn hơi thở là ở cái tuổi cuối đời. Tôi rất là buồn khi nghe tin đồng chí mình mất, khâm phục về cái năng lực, vì năng lực đi sâu vào công tác chính trị trong quân sự. Riêng tôi thấy cái đó tôi sâu sắc nhất. Mà những cái tôi, những cái tác phong tôi hiện nay cũng có học tập những cái mà tôi làm theo. Các cựu chiến binh luôn nhớ đến cái công lao của đồng chí Nguyên Tổng Bí thư, đó là cái sự đóng góp cho cái nghĩa tình đồng đội. Khi đã nghỉ hưu rồi, cụ vẫn còn tận tình đi khắp cả đất nước, vào từ chiến trường quân khu 9 cho đến ra chiến trường quân khu 1 ở biên giới phía Bắc để mà xây dựng là các cái nhà, ngôi nhà cho thân nhân của quân nhân, rồi cũng có những cái đóng góp cho những đồng chí đã cựu chiến binh đã có gặp những hoàn cảnh vô cùng khó khăn.